Có một câu chuyện, cái ông này ông bị bệnh nặng lắm, đưa vào bệnh viện. Con cái ông thì cũng biết tu, rồi có quen đạo tràng niệm Phật hộ niệm đồ, thì đưa vào bệnh viện thì bệnh viện nó phải làm đúng quy tắc đó chứ, truyền nước biển nè, rồi cho thở oxy nè, rồi ống đút vào lỗ mũi nè, đút vào miệng nhiều lắm, người ông truyền ống dây rồi đâm vào người nhiều lắm. Thì á, cuối cùng thì bác sĩ trong bệnh viện là chạy rồi, ông cụ này không có trị được nữa, trở về nhà đi. Khi trở về nhà rồi thì á, gia đình á, mới mời ban hộ niệm. Thì mời ban hộ niệm thì trưởng ban hộ niệm á, mới khuyên gia đình, và có bác sĩ y tá đi theo luôn, và điểm chính là khuyên gia đình. Bây giờ bác sĩ đã chạy rồi, chúng tôi khuyên gia đình, nếu thương ông cụ thì rút những cái nhựa dây này ra đi, rút oxy ra luôn đi, để cho ông cụ nhẹ nhàng, ông cụ cũng đi, để nhẹ nhàng đi. Gia đình đầu tiên không chịu, nhưng mà cái vị trưởng ban hộ niệm này phân tách rõ ràng cho họ nghe. Rồi cuối cùng thì gia đình chịu. Gia đình chịu thì cái cô bác sĩ khi mà cô rút ra cô sợ quá, cô nói vậy nè: cụ cụ, đây là tại gia đình kêu con làm nghe cụ, lỡ mà con rút ra cụ có chết thì cụ gia hộ cho con, đừng có bắt con nghe cụ. Bác sĩ sợ, hiểu không? Khi mà rút mấy cái điểm nó ra hết á, thì vị biết rằng là ban hộ niệm tập trung là niệm Phật lớn lên. Và cái vị trưởng ban hộ niệm ré vào tai của ông cụ này nói rằng: cụ ơi, cả cuộc đời làm chồng ở thế gian này cũng khổ lắm. Đức bổn sư chúng ta chỉ mình có thế giới cực lạc. Ở thế giới cực lạc có Đức Phật A-di-đà, Ngài phát tâm đại từ đại bi tiếp dẫn chúng sanh về thế giới đó. Về thế giới đó mình không còn bị già, bệnh và chết nữa, và sống an vui. Và cụ có năng lực có thể đi đến đây để thăm người thân của cụ và độ người thân của cụ về thế giới an vui tự tại đó. Bây giờ cái thân này sắp sửa bỏ rồi, cụ buông xuống đi, niệm Phật với chúng con để cầu sanh về thế giới cực lạc, cảnh giới an vui cùng cực. Thì ông cụ này ông nghe, ông nghe được, bắt đầu là ông dùng hết năng lực của ông, ông chắp tay lên. Trời ơi, gia đình ai cũng ngạc nhiên vô cùng. Bắt đầu là ban hộ niệm lúc đó là niệm Phật lớn lên, lớn lên. Quý vị biết 3 tiếng sau thôi thì ông mở mắt ra. Ông mở mắt ra và tới sáng thì bắt đầu là ông ngồi dậy được, ăn một chén cháo. Ôi, đây là cái đoạn văn những đọc rõ ràng luôn đó. Khi mà ông mà khỏe lại đó quý vị, thì ông nói gì nè: cái lúc á mà để ống vào người rồi để oxy cho ông thở rồi đó, đâm dây nhợ vào người ông đó, ông nói lúc đó ma quỷ đầy hết, nó bao vây ông, ma quỷ đầy hết luôn. Ông nói rằng là ông không còn cách nào mà ông kêu gọi được gì, nó cứng người hết rồi, và người nó bị ghim tùm lum chỗ hết trơn rồi, ngay cái miệng thì một cái ống để thở. Và ông nói là ma quỷ nó bao xung quanh ông đầy hết. Khi mà vừa mà được rút ra một cái là ông nói có người ông nhẹ tên. Đây là đoạn văn nghĩa đọc rõ ràng đúng không nghe. Ông nói người ông nhẹ tên. Và lúc đó ông nghe được câu Phật hiệu, ông nghe trưởng ban hộ niệm khuyên ông như vậy, một cái là ông niệm Phật. Rồi là bây giờ ông tỉnh luôn, ông ăn được một chén cháo. Thì trưởng ban hộ niệm nói rằng là ông cụ này tiếp tục sống vì thọ mạng chưa hết, ông đã độ cả gia đình của ông tin pháp môn Tịnh Độ, và người người kính tín vô cùng, thấy rõ ràng cái chuyện ông cụ này gần chết như vậy. Bác sĩ chạy rồi, rút ra là để niệm Phật cho ông chết cho nhẹ nhàng. Như vậy mà khi rút ra thọ mạng ông chưa hết nghe, niệm Phật cho ông khỏe luôn, bây giờ ông vẫn còn sống. Rõ ràng không?
thọ mạng chưa đến thì làm sao chết? Thọ mạng đến rồi, dù có đem thuốc tiên cho bạn uống, bạn cũng chết. Diêm Vương đã gọi người này canh ba, thì bác sĩ giỏi cỡ nào cũng không có cửa kéo lại canh năm. Phải nhớ kỹ, phải nhớ cho rõ ràng cho kỹ. Như vậy thì người mà có tín tâm niệm Phật cầu sanh cực lạc, quý vị phải tin rằng thọ mạng đến là phải chết. Từ khi con người này niệm Phật quá giỏi như Hòa Thượng Hải Hiền, Hòa Thượng Tịnh không tán thán rằng Hòa Thượng Hải Hiền không phải là sống tới cái tuổi như vậy đâu, nhưng do vì ông niệm Phật quá tốt và cái hành vi của ông nó quá đặc sắc rồi, nên Phật A Di Đà kéo dài thọ mạng để ông làm biểu pháp cho chúng sanh nương theo. Phải nhớ, từ nơi đó khi nghe những công đoạn này đó, các cụ già ơi, các cụ nên quyết định cuộc đời này đi các cụ. Đây là cơ hội ngàn năm có gặp, một cơ hội ngàn năm có gặp khi còn những đức ở đây với các cụ. Phải nhớ, đây là cơ hội đó, cơ hội đó. Các cụ già ở đây những đức cũng biết, các cụ cũng biết chuyện này. Thí dụ như những đức không còn ở đây nữa, những đức nói bảo đảm với các cụ không bao giờ có cái chuyện chuyên nhất, không bao giờ có chuyện này. Và khó có ai mà đứng ra quyết định, từ một người mà quyết định cả chúng nổi, thì các cụ yên nổi không? Đây là cơ hội cho các cụ đó, các cụ phải nhớ đó. Cơ hội cho các cụ niệm Phật để được vãng sanh đó, các cụ nên cố gắng đi. Những đức có tâm quyết lắm đó, vì những đức càng tu, những đức cảm giác rằng một đời này nếu không vãng sanh thì còn chờ cơ hội nào nữa. Thân người khó được, Phật pháp khó gặp, đây là cơ hội quý vị à. Quý vị coi ở thế gian có những người quá giàu, cuối cùng có cầm theo được cái gì đâu quý vị, có cầm theo được cái gì đâu. Chúng ta nhìn từ chỗ này thì chúng ta biết được rằng tạo sự nghiệp, tạo đủ chuyện, cuối cùng không cầm cái vật chất đi theo được, chỉ có mục tiêu giải thoát là chỗ quan trọng nhất. Chỉ có mục tiêu giải thoát là chỗ quan trọng nhất. Nhưng trong thời gian mình còn trẻ này, mình chưa phải được như đôi vợ chồng 70 mấy tuổi đó, nên chúng ta còn nhiều nhân duyên mà mình phải làm không bỏ được. Quý vị coi, Hòa Thượng chúng ta gần 80 tuổi rồi, bữa 28 Tết Hòa Thượng nói một câu quý vị nghe hả? Tôi giờ đang buông xuống, đang lo niệm Phật cầu sanh cực lạc. Bây giờ nhiệm kỳ còn 3 năm nữa, cố gắng làm cho xong, tròn cái trách nhiệm của mình. Đó, cái tâm nói đó là có nghĩa là cái tâm bây giờ tôi muốn buông lắm, mà buông bây giờ thì cảm thấy rất là kỳ cục. Chỉ còn có 3 năm nữa là xong nhiệm kỳ làm việc của mình rồi. Tôi muốn niệm Phật để về với Phật là chính. Chúng ta vui vô cùng khi có những người thầy mà có tâm quyết như vậy. Vì mình biết rằng cái việc ở thế gian này lớn lao đại sự gì đi chăng, nó cũng không bằng cái chỗ niệm Phật cầu sanh cực lạc. Bạn phải nhớ rằng cuộc đời này bạn bỏ Phật pháp thì bạn không còn cơ hội gì mà bạn có thể có niềm vui thật sự cả. Bạn phải nhớ,
Bạn phải nhớ kỹ rằng không có lý do gì bạn bỏ Phật Pháp cả. Dù bạn có chết tại chỗ cũng không nên bỏ Phật Pháp. Bạn đừng có nói cái nghiệp gì mà tôi phải bỏ Phật Pháp. Nếu bạn bỏ Phật Pháp thì đời đời kiếp kiếp của bạn là trầm luân, không có ngày ra. Phải nhớ, chỉ có Phật Pháp mới giải quyết được vấn đề sanh tử. Và chỉ có Phật Pháp mới cho chúng ta niềm vui thật sự. Phải nhớ, bẻ một cái trái ăn, khi ăn cái trái này ngọt, chúng ta phải có cảm giác rằng khi trồng cái cây này và dưỡng cái cây này, và đến khi ra hoa và có quả đến ngày hôm nay là bao lâu. Bạn đừng bao giờ quên rằng cái cây này có thời gian mới có cái trái ăn ngọt như vậy. Bạn bước vào ngôi nhà Tam Bảo, bạn mới có gieo hạt giống mà bạn muốn kéo cái cây này lên để có trái ăn liền, được không? Bạn không kiên trì, bạn phát tâm đi tu mà bạn đụng cảnh duyên một chút là bạn bỏ đạo, đây là con người không chân thật, thì nói làm chi nữa. Nếu một con người mà có tâm quyết giải thoát thì quý vị phải nhớ rằng chỉ có Phật Pháp chúng ta mới có niềm vui thật sự. Và chỉ có Phật Pháp đời này của chúng ta mới có ý nghĩa của cuộc đời. Nếu chúng ta không gặp được Phật Pháp, dù chúng ta làm vua trời đi chăng nữa cũng là vô nghĩa. Hãy nhớ kỹ, vô nghĩa, vì cuối cùng cũng phải đọa lạc mà thôi. Nên chúng ta học Phật là học mục tiêu giải thoát làm chính. Các cụ à, cơ hội đó các cụ, cơ hội đó, qua cơ hội này rồi các cụ khó gặp được, khó gặp được đó. Những đức đang có mục tiêu vô cùng là mạnh, hướng đến chỗ Phật Pháp để một đời giải thoát, càng ngày càng đi sâu vào chỗ này. Có những cảnh duyên những đức cần thiết buông từ nội tâm, những đức đã buông được nó. Vì mình thấy rằng cuộc đời này vô thường quá. Chỗ quan trọng nhất làm việc với chúng sanh thù thắng là phải rèn công phu. Phải rèn công phu nhìn thấu buồn xuống mới làm được việc lớn ở chúng sanh, và mới hướng người ta giải thoát được. Còn nếu chính mình không buông được, dù có nói hay cỡ nào người ta cũng không làm. Phải nhớ. Nên mình nghe Phật Pháp phải nghe có cái hương vị mà nó sâu sắc như vậy là nhờ công phu đó quý vị. Lúc này những đức rất là ít nói chuyện, thời gian đâu để nói chuyện? Quý vị suy nghĩ đó, thời gian đâu những đức nói chuyện đây? 5 buổi nói chuyện một ngày, những đức không có thời gian để mà có thể nhìn qua cái đoạn văn của mình học nữa. 5 buổi nói chuyện, quý vị suy nghĩ, đoạn văn học không ít đó. 9:10 rồi mà những đức còn phải coi cái đoạn văn sáng ngày hôm nay á, vì không coi sơ qua sáng thì làm sao mà học tập. Từ nơi đó mà khép mình vào Phật Pháp, không còn cơ hội để mà nói chuyện với ai cả. Liền chỗ này thì tâm lâu ngày nó mới có sức định, và có công phu mình mới nhiếp thọ được đại chúng. Còn nếu không thì có đức hạnh đâu để mà nói chuyện với người ta. Nhưng đức thấy rằng công phu là chỗ vô cùng quan trọng, vô cùng quan trọng. Khi đọc qua sách của Ấn Tổ thì Ấn Tổ tán thán tịnh độ hết lời. Khó gặp lắm, khó gặp lắm. Cái duyên đâu mà một ngôi chùa mà xung quanh mà bắt máy niệm Phật kiểu này. Quý vị đi khắp nơi nơi, quý vị có thấy cái ngôi chùa nào mà ngay cái cổng chùa mà đặt 2 cái máy niệm Phật mà dội ra ngoài đường không? Quý vị coi đi, có ngôi chùa nào có không? Không đủ duyên sao bắt được. Ở đây đủ duyên vô cùng. Một á, là trước mặt mình là một cái dòng xây thiệt là to. 2 á, là xung quanh đây không có nhà người dân, mà những vị ở bên ngân hàng người ta cũng quý mình nha. Những đức bật cái máy niệm Phật, những đức á, đi qua bên ngân hàng, những đức đứng thử coi sao, bên cứ nó hát sùm hết chứ. Niệm dội vô 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 dội bệnh, nhưng mà gì mà ta không nói chứ. Nghĩa là người ở đây người ta thích Phật Pháp làm sao nghe.
Và người ta thấy á, từ khi mà cái đạo tràng niệm Phật tới giờ ở ngoài trước dòng xây nó bình yên quá. Bởi vì coi đi, phải là cái nơi nào niệm Phật, cái hoàn cảnh nơi đó nó phát triển không? Chỉ có 4 năm 3 tháng thôi à. Mà như vậy mà bây giờ ở đây nó nổi lên nhà cửa hết trơn luôn vậy đó. Hoàn cảnh nó thay đổi hoàn toàn, cái người dân ở đây làm như là họ phát đạt luôn vậy đó. Rồi những cái khu công nghiệp thì nó mọc lên thôi, nó kín hết trơn luôn. Rồi ở bên đây thì cái đội dân quân gì đó cắt nhà đẹp vô cùng, quý vị có đi. Rõ ràng không? Nó chuyển cảnh giới rõ ràng không? Hồi đó mới xuống đây có thấy gì đâu. Dân què. Còn đây bây giờ tự nhiên nó phồn qua, nó hưng thịnh lên. Thì ra là chỗ nào niệm Phật là tự nhiên cái nơi dùng đất nó hưng thịnh, quý vị ơi. Đơn giản thôi, tại ở đây hoài mình không có để ý. Người bên ngoài người ta chỉ cần bước vào tới cổng chùa mình thôi, người ta nói ôi trời sao bước vào đây nó khỏe quá. Khi mà người ta bước ra khỏi cổng chùa mình, người ta nói ôi từ chùa nó khác hoàn toàn. Đó, đó là cái chỗ người ta gặp những đức, bao nhiêu người ta nói vậy đó. Cái từ trường chùa mình tốt lắm, nên con người sống trong đây khỏe lắm. Quý vị đi ra ngoài khu nhà vệ sinh, quý vị coi cây xài đi, chính cô chính này biết nè. Hòa thượng còn nói một câu, ủa cái xài lúc trước tôi biết cây xài tôi trồng mà chai cầm tay nhỏ xíu bị sâu ăn rụng hết trơn, có thu hoạch được gì đâu. Ôi ôi cái xài này trái lớn nè, trái lớn nè, tròn như là chữ O vậy đó. Ôi ôi lạ lùng vô cùng, cái trái xài mà cái đầu và cái đít bằng nhau luôn, kỳ không? Nó tròn, nó tròn do vậy đó, cái đầu đít tròn do vậy đó, giống như là nó no, nó hưởng được cái hương vị mà nó thích thú, rồi nó tròn trịa mập mạp giống như con người mà vui tự nhiên đẹp lên vậy đó. Ủa trái xài mà nhìn cũng đẹp hơn trái xài bình thường nữa. Còn quý vị biết rằng nghe, nói tới một cái xài tiếng chảy nước miếng luôn. Trời ơi, xài mỗi lần mà bóp gỏi ăn nó nghe, nó ngon, ngon lắm. Còn mà để chín thôi, quý vị biết rằng cắn vào cái nó ngọt thanh thao. Hòa thượng nói xài này ngon lắm, vú chín kêu chín đem qua cho tôi nghe, vú chín kêu chín đem qua cho tôi. Hòa thượng nói, chính hòa thượng nói nghe, cái xài này nó ngọt thanh thao lạ. Những đức biết, hòa thượng ngài biết rằng là cây xài này bắt máy niệm Phật xuyên suốt. Nó, quý vị coi trái của nó kìa, tất cả quý vị coi cây xài trái kìa, nó không tưởng tượng được trái của nó nhiều, quá nhiều rồi. Năm nay càng năm thì nó càng nhiều, mỗi năm thì nó càng nhiều. Thôi ôi, trái của nay càng ngày nó càng bự. Những đức ra những đức nói nó thôi bự mới lớn được rồi. Mày mỗi năm mà mày càng bự 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 từ từ bằng cái thúng mà mày khác thường lắm nghe. Mày thấy không? Ôi ôi gì đâu mà mỗi năm nó càng bự cái trái xài lên thì là cũng một giống cái xài. Mà tại sao cái trái xài càng ngày càng bự? Lạ thường như vậy. Con mít thì có chú ẻn nè. À, trái te tua chứ. Trái muốn gãy nhánh luôn vậy đó. Trái phải kiếu cây đồ chịu lên. Cái mít cũng nhôm mà. Nó đây nè, nhắc chỗ này mới đặc biệt nè. Vì coi kìa. Cái cây mặn mà kế cái chánh điện cũ á. Ai ơi, ảnh ấm nhôm mà như gà tre vậy đó, gần 200 trái sắp sửa có. Cái mặn mới trồng đây mà giờ có trái nheo nhóc hết rồi, sắp sửa có mặn ăn nữa rồi đó. Gì đâu mà lạ vô cùng. Thì ra là cái từ trường niệm Phật cái gì cũng lạ hết. Người ta bước vào ta nói bông giấy này lạ thiệt. Bông giấy có bông thời gian rụng, bông giấy này thì sao mà lâu quá mà chưa rụng. Thì quý thầy trong chùa mình nói á, trời ơi tháng giêng của nó mà sao rụng. Tháng Tết là nó lo mà chỗ bông để cho người ta vui. Bông giấy chùa này đặc biệt lắm, nó nghe Phật Pháp, nó nghe niệm Phật, nó nghe những đức giảng, mỗi ngày nó phát tâm đó. Tới Tết là bắt đầu là nó chỗ bông rộn ràng vậy đó, để cho con người vô đây người ta vui. Nó cũng có cái tâm cống hiến đó quý vị à. Quý vị coi đi, cái bông giấy mà nó mịn màng,
còn hơn da mặt con gái 18. Đặc biệt rồi. Nghĩa là cái thứ niệm Phật, cái thứ gì nó cũng đẹp á. Lùng lé hô súng còn que gì cũng đẹp nha. Đã là ở trong từ trường niệm Phật là đẹp mà. Cái gì trong chùa mình cũng đẹp nha. Ờ, đến mức mà cái ông mù vẽ chùa mình mặc mà cũng đẹp. Ủa ông mù vẽ người ta sợ nhất luôn. Mà chùa mình ủa ông nó đầy xung quanh chùa. Ai mà vô chùa mình làm biến là nó cắn te tôi luôn, nó nghe, nó đánh. Không phải đơn giản đâu. Lúc nào mà những đức mà nghĩ cái gì không phải đi ngang, nó quất những đức một mũi là những đức tỉnh liền. Nói rồi cái tâm đang nghĩ bậy bạ nè, nó đánh một phát để thầy tỉnh. Khôn ghê chưa. Nó có nghĩa là chùa mình là những nhân vật đặc sắc không à. Về đây để niệm Phật giảng sanh. Đó. Nên cái từ trường này đặc sắc quá. Con người trong đây mà không niệm Phật giảng sanh thì ổn quá không. Dù có ở đây vui cỡ nào đi chăng nữa thì mai mốt cũng ngụm củ tỏi. Ở đây ngày ngày là cầu giảng sanh đi. Về thế giới cực lạc mà ở mãi mãi bên nhau. Ở đây làm sao mà ở bên nhau được. Mai mốt cũng sinh ly tử biệt này, hiểu không? Không có cái tình nào ở thế gian này mà thật cả. Đã là xa nhau làm sao thật. Chỉ có cái tình ở thế giới cực lạc mới thật. Vì mãi mãi bên nhau là thật. Còn ở đây thương nhau giúp nhau. Nhưng mai mốt ngẫm củ tỏi rồi xa nhau rồi làm sao thật. Nên phải nhớ rằng cái tâm quyết niệm Phật giảng sanh cho mạnh. Bỏ mạng này không sợ. Ôi mạng con sao không sợ thầy. Bây giờ những đức hỏi quý vị nè. Cái mạng mình hả? Nếu cái mạng mình sao nó bỏ mình? Nó bỏ mình mà tại sao mình lại kéo nó? Trong khi từ nhỏ tới lớn mình chăm lo cho nó quá trời luôn à. Nó nóng nó lạnh chút là mình lo lắng cho nó. Vậy mà nó đành lòng nó bỏ mình đó. Như vậy mà mình đi lôi kéo nó làm chi? Chỉ có cái thân ở thế giới cực lạc mới là vĩnh cửu mãi mãi. Đó mới là chung thủy đó. Còn ở thế gian này không có gì chung thủy với mình cả. Mới thương đó rồi quay lại ghét đó. Có người vẫn không chấp nhận. Nó rõ ràng như vậy mà vẫn không chấp nhận. Không chấp nhận. Quý vị biết rằng là nghe được Phật Pháp đâu có đơn giản. Nghe được Phật Pháp đâu có đơn giản. Có thể bước vào chùa lễ Phật một lại, nhưng mà nghe được một câu Phật Pháp thì không biết nghe. Không biết được Phật Pháp là giáo học để xây dựng gia đình và xây dựng cái hành vi của mình đến với con người. Bước vào lễ Phật mà không biết được nghe giáo học thì đây là người thiếu thiện căn phước đức nhân duyên. Phải nhớ. Nên rất là cần nghe giáo dục để xây dựng. Con người chúng ta ai cũng sai vì là phàm phu. Nhưng nghe đạo pháp viết dính sửa từ từ trở thành người tốt. Nhớ tâm quyết giảng sanh là chính. Giữ được cái tâm quyết này chắc chắn rồi thì tất cả những việc làm lợi ích cho chúng sanh chúng ta sẽ làm rất là tốt mà không bị dính mắc. Làm rất là tốt không bị dính mắc. Quý vị thấy chương trình mừng thọ chùa chúng ta tổ chức đông như vậy đó. Vậy mà không cần phải sắp xếp trước ngày nữa, tới sáng tổ chức. Ví dụ như một số người không hiểu nói: trời ơi, chương trình mừng thọ gì đâu mà làm giống như trẻ con. À, cái trẻ con đó, đó mà bên trong của nó là một cả một cái giáo pháp nằm bên trong đó. Trẻ con vì không hiểu đâu. Những đức đã từng trải qua thời gian tổ chức chương trình nhiều quá rồi. Những đức nói cho quý vị biết nha, nếu ngoài ngôi chùa này mà tổ chức mừng thọ mà số lượng gần 1000 bà già ông già đó đó thì quý vị biết là có một vàng hộ pháp không dưới 50 để đi đến đây. Bà thì cắm hoa, bà thì mua đồ gói quà để bấm để chuẩn bị. Bắt đầu mấy bà vào đây, bắt đầu mấy bà lên mặt, mấy bà hoành hành trong đây. Quý vị coi cái chương trình chúng ta gần 1000 người, làm đơn giản ai cũng vui. Tự mình quyết định hoàn toàn. Quà cáp điều tự trong chùa gọn ghẽ sắp xếp sẵn hết. Không có một vị hộ pháp nào mà xuất hiện hết trơn. Người trong chùa làm hoàn toàn. Xong rồi đem quà tặng một phát gọn hơ
khỏe re, không bài vẽ gì cả, thật chắc không tốn kém mà vui, cũng không cần mướn ca sĩ gì hết. Bữa đó mày bị mướn hai ca sĩ thì cũng tốn số tiền đúng không? Đem cái show ca sĩ về hát lên cái gì mà mấy bà già bà vỗ tay sùm. Người thì nhìn lên coi ca sĩ đâu, người thì nhìn lóc nhà coi nó có lộn mèo với lóc nhà không, không biết ca sĩ đâu mà hát quá hay như vậy. Đó, quý vị thấy không? Phải cả một chất xám hay không? Không để ý à? Không để ý cái môn này sao? Những đức biết được rằng nếu lo ra thì hộ pháp sẽ làm hết, họ sẽ gói quà hoặc họ sẽ bỏ tiền ra họ làm hết luôn. Nhưng quý vị có biết được cái tác hại của nó không? Biết tác hại của nó không? Cái tác hại của nó là người ta bỏ tiền ra thì mình phải cúi người ta một chút, hiểu không? Nên thà để cho người ta tự cúng bao nhiêu thì cúng, còn mình có bao nhiêu mình làm bao nhiêu, không ai ép mình cả. Như vậy thì từ quý thầy trong chùa, quý chú trong chùa, quý cô trong chùa đều là chúng ta có sự tự giác làm việc, không có để cho người bên ngoài vào trong đây hành hạ nói này nói kia. Lúc vui thì cúng, lúc vui thì làm, lúc buồn thì kể lễ. Đó là tác hại. Ta đã thấy được chỗ này rồi nên khi mình làm là mục tiêu chuẩn xác. Anh em nên để ý, đừng bao giờ nghĩ rằng chương trình của những đức là quá đơn giản, tôi mà làm được còn dữ hơn. Dữ hơn đi, rồi quý vị sẽ đi ăn với người ta, rồi quý vị sẽ đi uống cà phê với người ta, rồi quý vị phải đi đến nhà người ta đi cúng kiến theo cái sự chỉ đạo của người ta. Quý vị làm đi, những đức đã biết được chỗ này rồi. Đó là một tư tưởng làm việc, anh em những đức nói rõ cho anh em biết đó. Để sau này anh em đừng bao giờ nhìn những cái chương trình nhỏ này mà xem thường. Con đường những đức thành đạt, bước lên cao là nhờ từ nơi những cái chỗ bình thường này đó. Từ nơi chỗ bình thường này đó. Nếu anh em mà muốn cao xa thì cực te tu, phiền não le lử luôn. Nhớ nó. Nên điểm chính quay lại của chúng ta là đời này tất cả những việc gì tốt ở thế gian này chúng ta đủ duyên là làm, nhưng cuối cùng đều phải buông xuống hoàn toàn, quyết chí niệm Phật để cầu sanh cực lạc. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.